biệt và dứt điểm bằng chân trái gọn ghẽ và chuẩn mực ở đẳng cấp rất cao. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu được rằng Hà Đức Chinh cũng muốn nối tiếp những người đàn anh để thực hiện những pha bóng rất tiêu chuẩn. Xin chúc mừng Hà Đức Chinh, cầu thủ luôn chơi nhiệt tình, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Và ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng, cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Tất nhiên là khi mà đội U23 Việt Nam có bóng thì nhân vật mà các thủ Thái Lan quan tâm nhiều nhất chắc chắn sẽ phải là Quang Hải. Và tình huống di chuyển chéo sân của Quang Hải đã hút theo sự chú ý của tương đối nhiều cầu thủ Thái Lan. Đoàn Văn Hậu chơi thông minh với tình huống bó vào trong và bất ngờ tạo ra một cú xẻ nách bằng má ngoài chân trái.